hướng dẫn làm thủ tục visa Phần Lan cùng lữ hành Việt Nam. Phần Lan, xứ sở của những điều kỳ diệu, nơi bạn có thể ngắm nhìn Bắc Cực quan huyền ảo nhảy múa trên bầu trời đêm, khám phá ngôi làng ông già Noel ở Rovaniemi và hòa mình vào không gian rừng Taiga mênh mông. Đến Phần Lan, bạn không chỉ được trải nghiệm những hoạt động độc đáo như câu cá trên băng, trực tiếp trên những dãy núi tuyệt đẹp mà còn cảm nhận sự bình yên, trong lành đặc trưng của vùng đất Bắc Âu. Hãy cùng Lữ Hành Việt Nam tìm hiểu về các bước làm thủ tục xin visa Phần Lan, giúp bạn dễ dàng thực hiện ước mơ khám phá vùng đất tuyệt vời này nhé. Thời gian để hồ sơ xin visa Phần Lan là khoảng từ 3 đến 4 tuần. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ làm visa Phần Lan trọn gói, quý khách hàng vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Hồ sơ xin visa Phần Lan bao gồm: hồ sơ chứng minh nhân thân, tờ khai xin thị thực Phần Lan theo quy định của Schengen, hộ chiếu còn giá trị tối thiểu 3 tháng và để trống 2 trang ở gần nhau, bản sao công chứng hộ chiếu tất cả các mặt có thông tin cá nhân và các trang có dấu visa, nếu có. Hai ảnh kích thước 3.5x4.5cm, không nền trắng, chất lượng ảnh cao. Bản photo công chứng hộ khẩu, giấy xác nhận đăng ký kết hôn nếu đã kết hôn. Nếu đương đơn chưa đủ 18 tuổi thì cần bổ sung giấy khai sinh, thư chấp nhận của bố mẹ cho phép đi du lịch tại Phần Lan. Chứng minh tài chính, sao kê số dư tài khoản ngân hàng trong 3 tháng gần nhất. Sổ tiết kiệm của bạn phải có số tiền tối thiểu khoảng 5.000 đô la Mỹ, 120 triệu đồng. Sao kê bản lương 3 tháng trở lại đây có dấu xác nhận của ngân hàng, giấy tờ chứng nhận sở hữu đất đai, đăng ký ô tô chính chủ, sở hữu cổ phiếu, chứng khoán, nếu có. Chứng minh công việc, công nhân, nhân viên công ty, chứng nhận hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ, đơn xin nghỉ phép có dấu xác nhận của công ty. Chủ doanh nghiệp công ty, giấy phép đăng ký kinh doanh, báo cáo nộp thuế và sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng trở lại đây. Người đã về hưu, sổ hưu trí, quyết định nghỉ hưu và sao kê bản lương hưu. Lịch trình chuyến đi, chứng nhận đặt phòng khách sạn và vé máy bay khứ hồi, giấy xác nhận đăng ký hợp đồng bảo hiểm du lịch với giá trị tối thiểu 30.000 euro. Những địa điểm du lịch sẽ tham quan tại Phần Lan. Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ làm visa Phần Lan chất lượng nhất hiện nay, Lữ Hành Việt Nam cam kết mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm chuyên nghiệp, hoàn hảo nhất. Dịch vụ làm visa Phần Lan chuyên nghiệp, đảm bảo tiến hành nhanh chóng, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí di chuyển khi nộp hồ sơ. Lộ trình dịch vụ làm visa Phần Lan rõ ràng cùng hướng dẫn chi tiết giúp khách hàng chủ động trong việc nắm bắt lịch trình, chi phí đăng ký dịch vụ làm visa Phần Lan hợp lý cùng cam kết đậu lên đến 99%. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn chuẩn bị một chuyến đi trọn vẹn. Đừng quên theo dõi Lữ Hành Việt Nam để cập nhật thêm nhiều hướng dẫn và thông tin bổ ích cho hành trình sắp tới của bạn.